Thế Giới Máy xin chào quý bà con. Hôm nay mời bà con cùng Thế Giới Máy đi giao máy xay sắt gạo Hàn Quốc cho một hợp tác xã Gạo Sạch ở Đồng Tháp. Bây giờ chúng tôi đang giao máng thóc có thể đổ được khoảng 30-40 kg ra đầy bồn. Nắp máng đựng hạt tấm. Sau đó là mở CB mới 50-20 phút. Lúa được bóc vỏ, nước sẽ đưa lên trên máng theo hệ thống đồng dọc. Sau đó sẽ chuyển qua sắt trắng. Mời bà con cùng xem thực tế. Đây là nguyên liệu gạo ST25. Máy xay sắt gạo hạt sàng rung, nọc xạ, nọc tấm, nọc bụi. Đó, lớp tiếp.